Trời ơi, chùm họng nè, cô chú anh chị và em. Cô nói cây hồng mà con lên đây con mới thấy mê luôn cô. Cây hồng quá trời luôn. Bữa nay hai vợ chồng Thảo đến nhà cô thân lắm để hái hồng với táo tàu. Con có cây hồng mềm. Mềm hả? Dạ. Má có hồng giòn không? Má có hồng giòn 2 cây. Dạ hả? Má cũng có cây hồng mềm nữa. Ê, cái chùm hồng Thảo cầm nữa nó nắng. Nắng ơi là nắng. Ô, trời ơi. Dạ mang. Quá trời quá đất luôn. Sao cầm nổi. Chùm hồng nè, cô chú anh chị và em à. Hai chùm. Ê nặng quá, chắc 10 ký luôn. Thảo bỏ xuống đất đi. Quá trời quá đất luôn. Đi bánh xèo đem cho bước ăn nè. Giống như coi má cô Thái gì đang đồ ăn tiếp tế hoài à. Dạ. Ôi nguyên nhánh luôn. Quá trời quá đất hả cô? Hái gì hết trời. Bây giờ là cuối mùa hồng ở miền Bắc California mà cây hồng này á quá chừng trái luôn. Trời ơi. Đủ hả? Mua lại mua, cô không có bán, cô cho thôi mà. Dạ con cũng trồng cây cho thôi. Giờ Thái hái hồng nha. Cây hồng này giờ còn có ngàn trái à. Lấy cái dao hái luôn chứ nhờ nhiều quá mà. Thái già cây hồng. Cây hồng này á cũng già luôn. Dạ cây hồng này 20-30 năm rồi. Hai, cô nói là nó già hơn con của Thảo luôn. Cái này là cái nhà mát á. À, cây hồng đang nghiêng lên trên nóc nhà nhiều lắm luôn á hả cô? Trời ơi, cây hồng giờ rụng lá nhìn đẹp ha, còn trái không à. Tới mùa xuân khoảng tháng 3 cái ra lá rồi ra trái. Tới khoảng tháng 10 á chín, lúc đó trái giòn lắm. Mà bữa nay cây hồng này á còn trái mà thấy cũng còn cứng lắm nè, ngon á. Rồi, hãy đưa cho bà con coi hết. Hai chùm hồng. Quá trời quá đất. Trời ơi. Còn đang cây nữa hả cô? Hai cây hả? Hai cây luôn. Trời ơi. Trời ơi. Quá trời quá đất luôn, đang cây nữa. Cái hồng này á mà giờ chín lắm, ăn ngọt lắm. Còn lúc mà các tháng 11 á thì ăn giòn hơn. Mà cái này á mình là cái này mình làm cái gì khác được không cô? Mình sấy ha. Sấy được không? Giờ nó chín vậy nó sấy được không? Chín không quá thì sấy nó vừa vừa đó, mình gọt dễ chín. Dạ. Khu vườn rất là đẹp. Bông hoa cây cảnh. Có bẻ. Có sen đá nè, sen đá để thơm. Thảo coi mấy cái chậu rất là đẹp. Nhưng mà bữa nay là mê hai cây hồng thôi. Sao? Thái hái cái này nữa hả? Quay cây hồng này Thảo đứng Thảo quay hoài luôn. Thảo nói anh đẹp trai ơi quay cho Thảo một cảnh coi. Tại cô chú á, ngại không có muốn lên phim nên Thảo không có quay cô chú. Nhưng mà cô chú rất là dễ thương. Bữa nay á cô cho 3 bịch luôn. Cái cây có cục đá nữa. Cái này là cái gì vậy cô? Thạch nhũ á. À thạch nhũ á, nhà cô là trồng bông đẹp. 3 bịch này cho Thái ăn mỗi răng luôn. À. Ha. Cô ơi, cô chiên bánh xèo sao thấy giòn dữ vậy? Ừ. À ngon quá. Cái hương xưa đó. Bột hương xưa hả? Cái bỏ vô cái
cái Vĩnh Thuận chiên giòn á. À, thêm cái bột chiên giòn. Chiên giòn đó, dạ. Là đem cho Phước ba cái, ba cái. Là thái được hai cái. À, có thái được hai cái nữa. Trời ơi. Đi lại chơi rồi còn cho hồng quá trời rồi còn được bánh xèo nữa. À, cô chiên thấy ngon. Thái đi đi. Giờ Thái đem ra xe. Nó tên Ba Đi. À. Ba đi. Có con cúm dễ thương lắm. Nó thấy Thảo nó sủa hoài luôn. Thấy hái trái cây của vườn. Dạ. Hả? Dạ. Ồ, đẹp chưa? Nói chung là mình cũng thích luôn á. Thích khu vườn á. À, có cây mãng cầu nữa. Cây ổi, cây mãng cầu. Cây chuối kiển. Những cây táo tàu đã trơ lá. Hái đi Thái. Táo tàu khô ở trên cây luôn cô chú anh chị và em ơi. Cây à ba cây, bốn cây táo tàu luôn. Ha. À. Quá trời luôn á. Mà loại này ngon nha. Ồ, cái loại này là cái dài nè. À, mấy chim. Cái vườn táo tàu này lúc trước Thảo có quay phim một lần cho bà con cô bác coi á, là có 4-5 cây lận á. Thấy táo tàu luôn nha. Đem lên cái thuyền nè. Hái táo tàu khô cuối mùa. Chim kêu vẫn muốn biết nhà má đâu. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, đêm ru đều hát dòng hồng trên đường. Phát quay gần lại cho bà con coi đó. Miền Tây xanh sắc mây trời. Ôi đã quá cô, đem đây hái luôn nè cô ơi. Trời ơi, không có hái. Dạ yeah. Đây nè, coi như nó dài biết nhiêu kìa. Leo lên cây hái táo tàu khô. Trời ơi, nó lụng kìa, ăn thử hay ngon không? Mà cái bụi á, hồi về rửa nấu canh ăn. Mấy chú chim hót líu lo làm Thảo nhớ bài hát. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Mà bây giờ Thảo nghe mấy bạn hát vậy nè. Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ gửi đô la cho má xài. Cô hỏi lấy táo tàu cô khô không cô cho. Đây nè cả nhà ơi, coi hái táo tàu vậy nè. Một cây á, cái cây này nó cao cỡ 6-7 mét luôn, cổ thụ rồi, trồng mấy chục năm rồi. Đó, đẹp không? Ha. Táo tàu ở miền Bắc California. Đây nè. Oh. À. Cái gốc nè, gốc bự. Thảo ôm nó bằng mấy năm ba gang tay luôn. À, trái này sạch nè, ăn được. Ăn trên cây luôn được. Hái táo tàu khô ăn trên cây luôn. Ngon. Hả? Nhà có nuôi chim á. Chim nó kêu quá chừng luôn. Cao rồi, giờ không có leo lên tới nữa. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa. Xa 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 là xa quá xa. Táo tàu đẹp không cô chú anh chị nhỉ? Hết lá rồi, rụng hết rồi. Táo tàu á cũng dễ trồng lắm mà mình đừng trồng gần nhà nha. Nó mọc rễ nó đi tùm lum lắm. Trái nhiều quá cái mình hái không hết nha. Cái rụng tùm lum mình phải quét nữa. Nên mình trồng mẫu hai cây ăn được rồi. Dạ. Con đang quay táo tàu nè, cây táo tàu này trái quá trời luôn. Táo tàu. Ôi, cố gắng hái cái trái này coi. Này là cò non rất mịn. Cô chú anh chị và các em ơi.
táo tạo chín cây. À, tại Thảo phải quằn á, quằn hái nè. À, cái sen đá này bự nè cô. Cái này cô mua trời trời hả đâu? Hà Phước mua. Sen đá á. À, hai loại nè, chút Thảo xin mấy nhánh. Đây đây nữa nè. Nó cho cô nó. Dạ nó cho cái cây, cho cây này. Dạ. Hả, cây đó đẹp á. Chứ cô trồng cái bự không, cái bông không ạ? À, cô là kiển thôi, kiển bự. Không có ai quay phim hết, tự Thảo quay mình luôn. Trời ơi, cây táo nè, thấy mê ha. Ơ, cây hồng. Ồ, cái chùm này bự à, chùm này bự. Mà bỏ túi đi, bỏ túi rồi mới hái được nữa. Tại một tay cầm điện thoại quay phim nè, rồi một tay quay. Mời cô chú anh chị và các em ăn hồng. Cái này mình ăn mình khỏi gọt vỏ được không cô? Hả? Gọt khỏi gọt vỏ ăn được không? Có vỏ nó cứng quá. Cũng còn giòn luôn á, nó chưa mềm cô ơi. Cái bên kia mềm, tại vì cái cây này á, rồi mà mấy người bạn á cho mình hồng mềm rồi đó, cho lại hồng giòn. Mà cô chưa bẻ được. Nó căng căng lắm. Cái nhà nắng đẹp á, nhà nắng này trên nóc nhà. Trái trên nóc nhà nhiều vậy. Dạ, vịnh chặt lắm á. Trời ơi, trên nóc nhà cái trái hồng đẹp quá trời luôn cô ơi. Nhiều nhiều dữ vậy cô. Nãy giờ Thái không thấy á, trên nóc nhà. Là bữa giờ cô chưa bẻ trái nào hả? Ừ. Bận hả cô? Bận rộn hả? Trái. Sao con thích cây hồng của cô quá, con đứng này hoài luôn. Hái hồng ăn tại gốc. Lúc trước á, nó thấy nhà mát trồng á, có nhiều á, ở đây còn nhiều hơn nữa. Rồi, mới cầm gãi luôn. Cái hồng nó giòn quá thấy cô. Cái nữa gần Tết qua nhà Thảo xin mấy chú quýt. Nhiều lắm, bữa nào lên em. À, cỡ chừng 22 đương táo á, cô lại cô hái quýt được rồi. Thôi Thảo leo xuống nha. Đứng đây hoài hồi á, nhìn cảnh nó mê quá không muốn xuống. Mà thằng trai mấy giờ ra? Dạ nó ngồi ngoài xe á. Hả? Ông nó ngồi ngoài hả? Dạ. Đây một ngày hai ngày hả? Dạ. Cái này là cái dàn chanh dây nè. Dạ. Lúc này còn chim không? Dạ. Chứ chú có nuôi chim, cá thì có cái hồ mà lắp lại rồi. Tại mấy cái trái cây lá cây rụng xuống á, cái cá chết ngoài, tốn tiền á lắp hồ rồi. Cái này là vàng chanh dây nè. Cảm ơn cô chú anh chị và các em cùng gia đình Thảo hái trái cây cuối mùa. Hẹn gặp lại trong video mới. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.